Trên trang an ninh online ngày thứ hai, 29 tháng 1 năm 2018, ông tiến sĩ Lê Kiến Thành, con trai của cựu Tổng bí thư Lê Duẩn và là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có trả lời bài phỏng vấn khá dài và khá lý thú. Trong đó ông Thành cho rằng, sự sụp đổ của chế độ chính yếu là do sự rượu rã ở bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam mà ra. Tôi cứ nghĩ đến Đảng Cộng sản Liên Xô và các nước Đông Âu mà lo sợ vì chính họ chứ không phải các thế lực bên ngoài đã làm cho họ bị suy yếu rồi diệt vong. Chúng ta nhìn thấy sự lâm nguy ấy do chính chúng ta tạo ra. Đây là lần đầu tiên chúng ta đối diện với nguy cơ đe dọa sự tồn vong mà nguy cơ ấy do chính chúng ta tạo ra và nó nguy hiểm hơn nhiều. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 nhắm vào những lực lượng ghê gớm nhất trong đảng, lực lượng thao túng mọi vấn đề về kinh tế, đẩy quá trình của đảng đến sụp đổ. Ông Thành than thử, Buồn vì trong khoảng một thời gian dài, chúng ta gần như sống một cuộc đời mà cứ như thấy một ông quan to là mặc định cho rằng đó là nhân vật không bao giờ được đụng tới. Nhưng ông Thành nên hiểu rằng khoảng 200 trung ương ủy viên là lực lượng thành trì để bảo vệ chế độ. Tại sao? Vì đó là bảo vệ cho chính họ và giai cấp đặc quyền đặc lợi của họ. Nay nếu cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy, thì mắc mớ gì họ phải bảo vệ chế độ nữa khi không biết mình bị thảy vào lò lúc nào ông Thành lại còn than thở rằng hệ thống giám sát và chọn lọc con người của chúng ta có vấn đề. Vâng thưa ông Thành, đó là lỗi hệ thống do độc tài độc đảng sinh ra. Ông cựu chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An đã từng thú nhận rằng ông Thành không dám đụng đến hệ thống do cha của ông để lại mà vẫn mơ ước dân chủ độc đảng chỉ vì một mơ ước tương tự như thiên đàng địa giới của chủ nghĩa cộng sản. Tuy ông biết rõ rằng lãnh đạo nên do sự chọn lựa của nhân dân mà ra, nếu người dân không thích thì người dân có thể thay thế họ được qua những cuộc bầu cử trực tiếp và thường kỳ. Ông Thành công nhận là Việt Nam có cần dân chủ, nhưng vẫn mơ ước một hệ thống được chế tạo ra cho mục đích độc tài có thể làm được chuyện đó. Tôi nghĩ sự chọn lọc tự nhiên vĩ đại nhất hữu ích nhất của chúng ta là trong hoàn cảnh này chính là xã hội. Nếu ta đẩy mạnh dân chủ cho nhân dân lên để những người lãnh đạo đó là nhân dân chọn lọc thì chúng ta sẽ chọn được những vị tinh tú Tiếc là bây giờ vai trò của người dân trong việc chọn lựa người lãnh đạo hầu như không có. Tôi rất buồn việc một cơ quan dân cử như Quốc hội mà lại có hơn 90% là đảng viên, chúng ta không còn tin vào người dân. Ông công nhận đảng đã mục giữa, vào đảng bây giờ đi kèm với quyền lực và lợi ích. Đảng bây giờ đang ngày càng chứa trong mình những thành phần cơ hội. Việc phê và tự phê sẽ hoàn toàn chỉ là hình thức, sâu mọt trong đảng sinh ra từ đó. Trong lòng dân tộc ta bây giờ, Cả đại nghĩa và trí nhân đều bị phân hóa ra. Ông Thành lấy kinh nghiệm của chính bản thân ông để phơi bài chế độ đối lứt dân chủ và đảng hay mị dân bằng từ dân chủ tập trung để diễn tả sự độc tài toàn diện. Ông Thành nói rằng, tôi là đảng viên, tôi muốn bầu tổng bí thư thì bầu như thế nào? Thứ nhất, phải bầu đại biểu của tri bộ, nơi tôi đang sinh hoạt đi họp đại hội đảng bộ cấp trên. Rồi đại hội đảng bộ cấp trên bầu ra người đi họp đại hội đảng bộ thành phố. Đảng bộ thành phố bầu ra người tham gia đại hội đảng toàn quốc, rồi những người này bầu ra ban chấp hành trung ương. Hơn 100 người này bầu ra tổng bí thư. Bốn lần như vậy thì sự dân chủ không còn nữa. Và giải pháp ông Thành đề ra để sửa chữa vẫn là độc tài độc đảng. Duy trì hiến pháp độc đảng 2013, đảng chỉ định chủ tịch nước, quốc hội dơ tay yes, sir. Khi một người dân muốn bầu ra một ông chủ tịch nước theo như hiến pháp, thì họ được phép bầu ra ông đại biểu quốc hội ông đại biểu quốc hội được người vào quốc hội và khi Trung ương giới thiệu ông chủ tịch nước thì ông đại biểu quốc hội được phép bầu ông chủ tịch nước. Như vậy, người dân phải bỏ phiếu bầu ông chủ tịch nước qua một nấc là ông đại biểu quốc hội mà thôi. Đã là lỗi hệ thống thì ông Thành nên chứng tỏ con hơn cha cả nhà có phước, can đảm đứng lên, thay đổi hệ thống thay vì than vãn và giàn vặt nội tâm mình. Vùng cấm tài liệu mật nào trong vụ án Vũ Nhôm? Vụ án Vũ Nhôm nếu điều tra tới nơi tới chốn có thể sẽ đụng chạm tới những vùng cấm trong thực tế, mặc dù về lý thuyết thì không có vùng nào nằm ngoài vòng pháp luật. Từ lâu trước khi vụ án được khởi tố, nhiều tài liệu được đóng dấu mật với các cấp độ khác nhau được phát tán trên mạng xã hội có liên quan đến Vũ Nhôm và công ty của anh ta. Những tài liệu đó gián tiếp chỉ ra vì sao Vũ Nhôm được ưu ái, đó là những tài liệu giả hay tài liệu thật không ai có thể biết chắc không có cơ quan nào khẳng định điều đó, báo chí cũng không dám hỏi, mà dù có hỏi cũng không ai dám trả lời. Đó đang là một bức tường ngăn cản báo chí tiếp cận sự thật. Đây là một tình trạng chưa có tiền lệ, cho đến nay mới chỉ có thông tin được duy nhất, được xác định từ bài phát biểu của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa rằng Vũ Nhôm là Thượng tá Công an. Cũng từ trước khi Vũ Nhôm bị khởi tố, cơ quan an ninh đã công bố một danh sách gồm 9 dự án và 31 nhà đất công bị điều tra, tất cả đều trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến Vũ Nhôm. Một số tờ báo bắt đầu đăng tải những sai phạm tại các dự án đó và nêu tình trạng nhà đất công bán cho công ty của Vũ Nhôm không qua đấu giá làm thất thoát một lượng lớn tài sản khổng lồ của nhà nước. Nhưng vì sao Vũ Nhôm được ưu ái đến như vậy? Tổ chức cá nhân nào đã tiếp tay cho Vũ Nhôm chiếm đoạt lượng tài sản khổng lồ này? Báo chí không thể đi xa hơn không phải chúng ta thiếu những nhà báo dũng cảm mà báo chí đang va phải một bức tường đó là những tài liệu mật không được xác minh cần nhớ vũ nhôm bị khởi tố vì tội danh làm lộ bí mật nhà nước nhưng đó là bí mật gì thì công chúng không được biết những bí mật này có liên quan đến những thứ gọi là tài liệu mật được tung lên mạng hay không cũng chưa ai xác nhận theo chúng tôi nếu thực sự có những tài liệu mật liên quan đến vũ nhôm thì dù cơ quan an ninh điều tra hay cơ quan điều tra của cấp nào đi chăng nữa cũng không thể động đến anh ta vì họ không được phép tiếp cận đến những tài liệu mật đó nếu chúng không được giải mật, nhưng vì cơ quan an ninh điều tra đã vào cuộc, cho nên những tài liệu mật đó rất có thể chúng đã được một cấp thẩm quyền nào đó giải mật theo các điều khoản của pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước và nghị định 33 của chính phủ hướng dẫn thi hành pháp lệnh này. Vấn đề là các nhà báo không thể biết những tài liệu trôi nổi trên mạng là thật hay giả, nếu chúng là thật thì cũng không thể biết chúng đã được giải mật hay chưa và giải mật tới đâu, đó là lý do khiến các nhà báo phải đứng ngoài không được làm nhiệm vụ hỗ trợ cơ quan bảo vệ pháp luật trong vụ án này bởi vì đụng đến những tài liệu mật mà chưa được giải mật thì họ sẽ bị dính vào vòng tố tụng xin lưu ý với các cấp thẩm quyền bảo vệ tài sản quốc gia chống tham nhũng chống lợi ích nhóm không chỉ là trách nhiệm riêng của các cơ quan bảo vệ pháp luật nó phải đồng thời là trách nhiệm của báo chí và mọi công dân hơn nữa quyền hạn và trách nhiệm của báo chí trong đấu tranh phòng chống tham nhũng đều có quy định trong nhiều đạo luật bởi vậy, cơ quan thẩm quyền cần có trách nhiệm chính thức kết luận những tài liệu mật phát tán trên mạng xã hội liên quan đến Vũ Nhôm là tài liệu thật hay tài liệu giả. Nếu là thật thì cần công khai quyết định giải mật những tài liệu đó cho báo chí tiếp cận. Đó là cách bảo vệ các nhà báo trong quá trình tiếp cận sự thật. Không chỉ riêng đối với trường hợp liên quan đến Vũ Nhôm, trừ các trừ các dự án trong lĩnh vực an ninh quốc phòng do cơ quan nhà nước có chức năng làm chủ đầu tư, tất cả các tài liệu mật liên quan đến các dự án của nhà đầu tư tư nhân trong nước và nhà đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng đều phải được giải mật nếu như các tài liệu mật đó liên quan đến dự án này. Tình trạng vô pháp vô thiên ở Đà Nẵng diễn ra hàng chục năm, riêng 9 dự án và 31 đất công liên quan đến Vũ Nhôm diễn ra hơn 10 năm nay, nhưng cơ quan bảo vệ pháp luật ở địa phương và trung ương đều không động tới, nói thẳng là vô trách nhiệm vì vậy hơn bao giờ hết việc điều tra kiểm tra thanh tra tình trạng vô pháp vô thiên ở đà nẵng cần phải được sự hậu thuẫn và giám sát của báo chí tất nhiên theo luật của nước ta đã là bí mật quốc gia chỉ được lưu hành trong vi phạm luật định theo các cấp độ bí mật không chỉ đối với dân chúng mà cả những người lãnh đạo mà tiếp cận những tài liệu mật không đúng thẩm quyền là phạm pháp báo chí không có quyền đòi hỏi nhà nước công bố tài liệu mật nhưng trong trường hợp vụ án này theo chúng tôi nếu có những tài liệu mật liên quan đến các dự án và việc làm ăn phi pháp của vũ nhôm thì những tài liệu mật đó đều là bất hợp pháp cần phải giải mật và công khai cho dân chúng biết chúng tôi không đồng tình với quan điểm cho rằng vụ án đang trong quá trình điều tra nên chưa thể công bố được điều gì bởi vì nếu không có kết luận và công bố sớm thì tất cả những gì người dân được biết một cách không chính thức thì người dân khó mà tin vào sự an toàn an ninh quốc gia Việc công bố sớm không những không có hại mà còn chứng tỏ an ninh quốc gia của chúng ta đang rất mạnh và đủ tin cậy, không có gì có thể làm lũng loạn được. Cái đuôi cáo của Nguyễn Phú Trọng đã bị cha con Nguyễn Xuân Anh ở Đà Nẵng truyền tai cho các cựu quan chức ở đây biết vì cha con của Nguyễn Xuân Anh bị gài bẫy chết tức tuổi thông qua nội gián Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhồm. Một hán gian thân tín được Nguyễn Bá Thanh trọng dụng lúc Thanh còn làm chủ tịch và bí thư thành phố Đà Nẵng, thì Nguyễn Phú Trọng tung tin cho rằng Vũ Nhôm là thân tín, thậm chí là con rơi của Trần Đại Quang, là thiếu tá B61 trực thuộc Tổng cục Nam Bộ Công an. Thực ra, Vũ Nhôm đã phất lên từ thời Nguyễn Bá Thanh làm bí thư thành ủy và Trần Văn Minh làm chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thời điểm này rất nhiều nhà đất công sản tại thành phố đà nẵng đã vào tay vũ nhôm mà không cần thông qua đấu giá ngay thời điểm này thì nguyễn bá thanh là bí thư thành ủy đà nẵng còn trần đại quang chỉ là thứ trưởng bộ công an vì vậy không có chuyện trần đại quang áp đặt nguyễn bá thanh để ưu ái cho vũ nhôm khi nguyễn phú trọng ngồi vào ghế tổng bí thư thay cho nông đức mạnh thì Nguyễn Bá Thanh được Nguyễn Phú Trọng kéo về làm trưởng Ban Nội Chính Trung ương để giúp Nguyễn Phú Trọng chặt đứt tay chân của Nguyễn Tân Dũng. Trong lúc Nguyễn Bá Thanh hùng hổ ở Ban Nội Chính Trung ương, thì Trần Đại Quang cho tay chân lôi ra một lô những tội trạng của Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng, trong đó có bằng chứng buộc tội Nguyễn Bá Thanh trốn thuế, vì đã âm thầm chuyển các khoản tiền rất lớn từ tiền hoa hồng của các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào đà nẵng bằng chứng này đã cản trở nguyễn bá thanh không thể đặt mông vào ghế ủy viên bộ chính trị nhận thấy nguyễn bá thanh không còn tác dụng nên nguyễn phú trọng đã đầu độc nguyễn bá thanh cùng với phạm quý ngọ rồi cho dư luận phao tin là do Trần Đại Quang là do Nguyễn Xuân Phúc đầu độc dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Tân Dũng rõ ràng Nguyễn Phú Trọng là bậc Gian Hùng đẳng cấp do nhận được cố vấn của Hoa Nam cũng chính Vũ Nhôm đã đưa cha con Nguyễn Xuân Anh vào bẫy thông qua chỉ đạo của Nguyễn Phú Trọng đường quan lộ của Nguyễn Xuân Anh bị Nguyễn Phú Trọng tước đoạt chỉ bởi vì đã nhận một chiếc xe do Vũ Nhôm tặng cho thành ủy Đà Nẵng để Nguyễn Xuân Anh sử dụng và căn nhà số 45, số 47 đường Nguyễn Thái Học cũng do Vũ Nhôm tặng cho Nguyễn Xuân Anh. Chính xe và nhà mà Nguyễn Phú Trọng lệnh cho Vũ Nhôm tặng cho Nguyễn Xuân Anh đã là bằng chứng để Nguyễn Phú Trọng đuổi Nguyễn Xuân Anh ra khỏi bầy linh cẩu và bị công luận bêu rếu, bôi nhọ một cách nhục nhã, đầy tức tưởi. Không cam chịu nhục, Nguyễn Văn Trì đã quyết lôi ra ánh sáng mưu đồ và tội phạm của Nguyễn Phú Trọng thông qua việc truy ép xử lý Vũ Nhôm nhận thấy nguy cơ bại lộ nguyễn phú trọng dùng kế phản gián giả vờ chỉ đạo bộ công an vào cuộc vũ nhôm đồng thời lại tung tin vũ nhôm là con rơi của trần đại quang là sĩ quan nghiệp vụ của bộ công an mục đích bôi nhọ trần đại quang và đẩy mọi nghi ngờ về phía đối phương theo dõi mọi động thái của nguyễn phú trọng nếu không tỉnh táo sẽ mắc lỗm vì Nguyễn Phú Trọng ẩn mình khá tốt trong dáng vẻ mềm mại như một con rắn nhưng lại tinh danh hơn cả những con cáo bởi vì hắn trung thành với sự chỉ đạo của Hoa Nam. Chính Nguyễn Phú Trọng đã bôi nhọ đồng chí của mình. Nguồn tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố thêm tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với ông Phan Văn Ninh Vũ, tên thường gọi là Vũ Nhôm. Vẫn theo tin, từ cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, cơ quan này đang điều tra các vụ án cố ý lầm lộ bí mật của nhà nước và trốn thuế xảy ra tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương liên quan đến bị can Phan Văn Ninh Vũ. Quá trình điều tra mở rộng ngày 7 tháng 2 năm 2018, Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để điều tra làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của Phan Văn Anh Vũ và các cá nhân tổ chức có liên quan trong việc mua bán các nhà đất công sản tại địa bàn thành phố đà nẵng và một số tỉnh thành phố khác cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng cụ thể theo đúng quy định của pháp luật như vậy tổng cộng vũ nhôm hiện nay đã bị khởi tố ba tội danh đó là cố ý làm lộ bí mật nhà nước trốn thuế và lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ Trước đây, nhiều người đã đặt nghi vấn rằng Vũ Nhôm chỉ là một doanh nhân tại sao lại có thể cố ý làm lộ bí mật của nhà nước được. Và sau lệnh khởi tố thứ ba này, đã khẳng định Vũ Nhôm là một thượng tán tình báo thuộc Tổng cục Tình báo Bộ Công an, Tổng cục 5. Theo thông tin từ nhà báo Phạm Việt Thắng viết trên Facebook cá nhân, ngày 31 tháng 1 năm 2018 đã khẳng định nhà nước tịch thu số tài sản lên đến 50.000 tỷ đồng, tức là hơn 2 tỷ đô la Mỹ từ vụ án Vũ Nhôm. Ông Phạm Việt Thắng cũng đặt nghi vấn rằng số tiền này không hoàn toàn thuộc về Vũ Nhôm mà thuộc về các tướng lĩnh công an tay to mặt lớn đối với tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước mức án tối đa của Vũ Nhôm phải đối mặt trong khung hình phạt này là 15 năm. Đối với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, mức án tối đa là 10 năm. Tuy nhiên, chủ thể của hai tội danh này là phải là những người làm trong cơ quan nhà nước hoặc có những chức vụ quyền hạn gì đó trong chính quyền. Đối với tội danh trốn thuế, mức án tối đa có thể phải nhận chỉ là 7 năm tù và số tiền phạt tối đa là 4 tỷ 500 triệu đồng. Tổng mức tối đa ba tội danh của Vũ Nhôm là 32 năm tù và chỉ có phạt tịch thu không quá 5 tỷ đồng. Con số chỉ bằng 1 phần 1 nghìn tài sản của Vũ Nhôm hiện có trong lúc này. Theo nhà báo Hoàng Hải Vân, phó tổng biên tập báo Thanh Niên cho biết, trước đây Vũ Nhôm chỉ bị cơ quan an ninh điều tra khởi tố về hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Này, có thêm ba thông tin mới đáng chú ý. Đó là một chuyển vụ án từ cơ quan an ninh điều tra sang cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ. 2. Bổ sung tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 3. Điều tra và làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của Vũ Nhôm và các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc mua bán các nhà đất công sản tại địa bàn thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh thành khác trên toàn quốc các cá nhân tổ chức có liên quan là những ai, cơ quan nào chắc chắn sắp tới sẽ có nhiều kịch hay. Ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ nhôm, đã bị cơ quan điều tra bắt tạm giam để điều tra về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Như thế, chỉ có một cách duy nhất để tịch thu một số tài sản khủng khiếp hơn 2 tỷ đô la từ Vũ Nhôm thì Bộ Công an buộc phải thừa nhận ông Phan Văn Anh Vũ là người của nhà nước đang thực thi công vụ và công vụ ở đây chính là lĩnh vực tình báo. Toàn bộ số tài sản của Vũ Nhôm đều là tài sản của ngành công an. Công ty Nova 79 của Vũ Nhôm chính là công ty bình phong của Tổng cục Tình báo. Bây giờ Vũ Nhôm sai phạm trong việc thực thi công vụ quản lý tài sản của Bộ Công an thì tịch thu tài sản đó về Bộ Công an. Thật đau đớn cho Vũ Nhôm. Thực tế chỉ có vài năm gần đây thôi, vũ nhôm lân la làm quen và nhận mình là sĩ quan tình báo rất nhiều tài sản trong đó được tích lũy từ thời vũ nhôm còn đứng dưới trướng của nguyễn ba thanh bí thư thành ủy đà nẵng trước đây khi nguyễn ba thanh chết tức tuổi vì đầu độc thì vũ nhôm mới đi tìm đến các tướng công an để đầu quân và giờ đây tài sản đã bị công an tịch thu toàn bộ bộ dạng hào hoa phong độ được bao nhiêu người đẹp vây quanh của vũ nhôm trước đây giờ đã nằm trên chiếc bệ xi măng lạnh lẽo trong trại giam. Cũng xin được nhắc lại, ông Vũ Nhôm, sinh năm 1975, trú tại số 82 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Nova Bắc Nam, nay là công ty cổ phần đầu tư và phát triển Trấn Phong. Trước đó, tối ngày 21 tháng 12 năm 2017, Nhà riêng của ông Vũ Nhôm đã bị công an bất ngờ khám xét trong nhiều giờ. Quyết định khởi tố bị can lệnh bắt ông Vũ Nhôm đã được tống đạt tại nhà ông Phan Văn Ninh Vũ vào sáng ngày 22 tháng 12 năm 2017. Khi tiến hành đọc lệnh khởi tố bị can và tiến hành khám xét nhà ông Phan Văn Ninh Vũ thì ông này không có mặt. Cơ quan công an đã lập biên bản và ra quyết định truy nã Ngoài ra, tại thời điểm khám xét thì cả vợ con của ông Vũ Nhôm cũng không có mặt. Ngày 2 tháng 1 năm 2018, trang thông tin điện tử của Cục Di trú Singapore ICA đã ra thông báo ngày 28 tháng 12 năm 2017 rằng đã tạm giữ người có tên Phan Văn Anh Vô do vi phạm luật di trú Bộ Nội vụ Singapore cũng xác nhận trục xuất ông Vũ Nhôm về Việt Nam. Ngày 4 tháng 1 năm 2018, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ tại sân bay nội bài Hà Nội để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục các thông tin mới nhất về vụ án Phan Văn Anh Vũ tức Vũ Nhôm tới bạn đọc theo dõi.